Trên thảo nguyên Bao La, đức vua chính là ta, bá chủ toàn một cõi, quân lính xung quanh nhà. Tám hướng trên bàn cờ dọc ngang và đường chiếu, ta đều có thể đến theo mỗi hướng một ô. Quyền lực nhất bàn cờ đều đi theo tám phía, nhưng do ta quá béo, chỉ đi được một ô. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Kim Thùy Trang, năm nay 11 tuổi, tôi đến từ học từ Công Kiện Tướng. Vua là quốc vương quyền lực của hai vương quốc lửa và băng. Vua đi giống hoàng hậu nhưng chỉ đi được một ô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ, tôi là được bạn cũng là